vị nấu cháo cho ăn nha. Ok. Cũng nóng quá hả? Cút ơi, bà đây. Hôm nay ở đây còn trời mưa nên là cái việc lấy lửa có vẻ khó hơn các bạn nhé.
lên đi. Quá các bạn ạ. Ai quên mình phải đi. Chào sắc cơ các bạn. Mình có mang thêm một ít gan thì mấy đứa chó. Mình con nắm này. Thế này à? Ui, từ từ lại chiến đấu chính đó. Ui. Đây. Đây. Hôm nay thì mình đi picnic với các đàn cún nhà mình thì trời lại mưa các bạn ơi. Mình đang cố gắng để hoàn thành nồi cháo. Để đang cún nhà mình ăn gì, từ lúc di chuyển vào đây thì cún nhà mình chưa ăn gì. Rất là đói. Các bạn đang nhau nhắc để tìm thức ăn này. Nóng đã sôi rồi các bạn. Ôi trời ơi. Ngon chưa? Sắp được rồi các bạn cún nhà. À nóng quá. Đấy. Ngon chưa? Trời mưa chứ. Ôi, trời đang mưa các bạn cún ơi. Đi chạy vào đây nhá. Chết. Mình đang nấu ăn cái nước. Cắm tạm đây nhá. Buồn ghê cơ.
có một chỗ trú rồi. Nồi chảo của mình nấu cho chó là được rồi các bạn nha. Ui giời, ngon quá. Rất là ngon luôn nhá. Bây giờ mình sẽ ngon quá. Nay cổ mình vướng. Cứ này, ăn không? Quá là ngon nhỉ. Đợi nguội đó, nguội đó, nóng lắm. Cứ này nóng lắm. Bây giờ thì nóng lắm cứ này, không ăn được đậu, nóng lắm. Ui, đi chơi à? Mít mít. Đây. Mít mít. Ôi trời, đau chị. Mít. Đây, mít mít. Nóng lắm. Ngon chưa? Mít mít. Ăn nhỉ? Đây là món bánh đa của mình đang đi để ăn đây nè. Ngon nhỉ?